Chắc chắn rằng khi mà chúng ta bập vào thế giới mùi hương thì các anh em luôn luôn được nghe một cái câu chuyện về tam giác mùi hương, câu chuyện về ba tầng hương và những truyền thuyết về nó. Và thậm chí có những bài viết khẳng định rằng việc check một chai nước hoa out hay fake thì cái yếu tố chai nước hoa phải có 3 tầng hương là một yếu tố rất quan trọng. Và nếu như nó có 3 tầng hương thì nó là một chai nước hoa xịn. Và cái niềm tin đấy đôi khi nó gây ra một cái hệ lụy rất là nguy hiểm. Nước hoa xịn là phải 3 tầng hương, nhiều hơn ngửi mà thấy 4 hay 5 tầng fake nhá. Vậy nên hiểu như nào về tam giác mùi, về 3 tầng hương thì trong video này mình sẽ chia sẻ đến cho các anh em những cái gì mình được đọc, những cái gì mình được nghe về câu chuyện 3 tầng hương. Mình không phải là một perfumer cho nên mình sẽ cố gắng làm sao chia sẻ một cách ngắn gọn, cô đọng, xúc tích đủ để cho chúng ta, mình sẽ cố gắng đủ để cho chúng ta hiểu nó là như thế, chứ đôi khi nó không phải là như thế. Chứ không phải là trong sau một cái video này là các anh em có thể hoàn toàn nắm được hết là tam giác mùi, ba tầng hương như nào. Thì mình thật sự cái đấy quá là khó. Và nếu như các bạn có lần đầu xem channel của mình thì mình rất hy vọng các bạn bấm like và subscribe để chúng ta có thể gặp lại được nhau nhiều hơn nữa. Còn bây giờ anh em mình hãy cùng đi đến chủ đề chính của trong video ngày hôm nay. Tam giác mùi, câu chuyện về ba tầng hương nên hiểu như thế nào. Ok, lên đường. Ok các anh em, trước tiên chúng ta cần phải hiểu một cái cấu trúc cơ bản của một mùi hương. Thì như mọi người đều đã biết, nó chia thành 3 tầng hương với top note, product note và base note. Thì ở top note thông thường người ta sẽ để là những cái note mà giống như kiểu bergamot, citrus, bởi vì đấy là những cái note nguyên liệu mà có cái độ bay hơi nhanh, cái độ nặng của phân tử nó rất là nhẹ. Thì các perfumer họ theo như đấy, theo những cái mà chúng ta hay được đọc thì top note thường là những cái note về citrus hoặc là bergamot gì đấy đó. Và cái heart note là note hương giữa thì thường nó là hương floral đó. Và cuối cùng cái base note đó là cái mùi hương lưu lại cuối cùng trên da của các anh em, thì thường nó sẽ là cái note hương gỗ xạ, bởi vì đấy là những cái note hương mà nó có cái độ bám mùi lâu đó. Và ngoài ra sẽ còn thêm hai loại nữa. Một loại đó người ta gọi là blender. Vậy blender đó là cái gì? Thì nói một cách đơn giản và dễ hiểu, trong cái cấu trúc ba tam giác ba tầng hương đấy, khi mà người ta mix các cái nốt nguyên liệu với nhau, đôi khi nó sẽ có một cái sự xung đột, nó có một cái sự gọi là xung khắc vào nhau, và nó sẽ ảnh hưởng đến cái cấu trúc tam giác đó. Thì lúc đấy người ta cần một cái chất để làm dung hòa, để làm trung hòa các cái nốt nguyên liệu trong cái cấu trúc tam giác đấy, thì người ta gọi là blender. Nó giống như kiểu một anh bộ đội lính mũ nồi xanh ấy đó, duy trì hòa bình ở cái vùng mà các anh ta có mặt. Thì cái chất blender đấy nó làm nhiệm vụ là để dung hòa giữa các cái nốt trong cái cấu trúc tam giác mùi, thì người ta gọi là blender đó. Và cái thứ hai đó gọi là fissitive. Thì cái fissitive này nó nghĩa là như thế nào? Các anh em hình dung giống như kiểu khi mà chúng ta xem phim 3D ấy, chúng ta đeo kính và chúng ta nhìn thì nó có hiệu ứng 3D, thế là đủ. Nhưng ở 4D và 5D thì nó sẽ còn ghế dùng, hoặc là cầu kỳ hơn thì có thể là mùi của hoa quả, hoặc là mùi của khói lửa, để nó tạo thêm cái hiệu ứng cho cái bộ phim 3D mà chúng ta đang xem. Thì trong cái việc pha mùi cũng sẽ là như thế. Có nghĩa là ngoài cái cấu trúc tam giác rất hoàn chỉnh thì perfumer họ cần thêm một cái hiệu ứng boom vào cái tam giác đấy, thì người ta gọi những cái chất đấy gọi là fissitive đó. Thì tổng quát lại, một cái cấu trúc cơ bản của mùi hương đó là ngoài ba tầng hương thì sẽ còn có những chất người ta gọi là blender để làm dung hòa các cái nốt, và fissitive để làm tạo thêm cái hiệu ứng vào cái tam giác đấy. Đấy là một cái cấu trúc cơ bản của mùi hương. Và bây giờ chúng ta sẽ nói về cái câu chuyện quan trọng nhất ở đây. Điều đầu tiên mình muốn cho các anh em biết rằng cái cấu trúc ba tầng hương nó không phải là một cấu trúc duy nhất của mùi hương đó. Còn có rất nhiều những cấu trúc mùi hương khác, và
tam giác, mùi ba tầng hương nó đã là quá khứ. Nó chỉ được chuộng trong những sản phẩm nước hoa từ 1930 cho đến 1970. Và đôi khi có những chai nước hoa mà perfumer họ đã xoay ngược lại cái cấu trúc tam giác mùi hương. Có nghĩa rằng khi mà chúng ta xịt, cái base note sẽ trở thành open note. Mà đây theo như mình được biết đó là chai Lancôme Treasure, thì nó đang theo cái áp dụng là tam giác ngược mà dân trong ngành, dân tổ nghề ấy, người ta hay gọi đó là transparent primary. Đấy là về mặt lý thuyết thôi. Còn nó thật là cái việc mà anh em mình có thể định hình ra được là chai nào là chai này hoặc chai này là theo kiểu xoắn các xuôi tam ngược ấy, thì nó quá là khó, bởi vì mỗi người chúng ta đều có một cái level khác nhau. Nhưng ở đây về mặt lý thuyết mình đang chia sẻ cho các anh em là như thế. Vậy nếu như tam giác mùi hương chỉ là một trong những cấu trúc của nước hoa, thì những cái sản phẩm hiện tại ngày nay, xu hướng cấu trúc mùi hương của nó là như thế nào? Theo như mình được biết, hiện tại ngày nay thì đa phần những sản phẩm mùi hương được pha chế theo dạng kiểu tuyến tính mùi. Mà ở đây nó có hai loại, một loại là tuyến tính một mùi và một loại là không tuyến tính. Nhắc đến tuyến tính mùi thì chúng ta cần phải hiểu qua một chút về một thuật ngữ, đó là accord. Accord ở đây nó là một từ lấy theo âm nhạc, nó là một tập hợp của những cái âm đơn để tạo nên một cái âm thanh hoàn toàn mới. Ở đây thì mình sẽ ví dụ cho các anh em, mình sẽ tải cho một cái app đánh đàn guitar để cho các anh em dễ hiểu. Bây giờ các anh em hãy dùng ví dụ như đàn guitar nó có 7 dây, thì chúng ta ví dụ cái hình dung là bất kỳ một cái dây nào, có thể, đây có thể là da thuộc này, đây là gỗ này, hoa này, đó, cam bergamot đó. Thì mỗi một dây đàn là một những cái nốt đơn nguyên liệu, đơn lẻ và không có gì liên quan đến nhau cả. Nhưng accord nó sẽ tập hợp lại, nó sẽ bằng một cái thủ thuật, một cái bí thuật nào đấy để nó tạo nên một cái mùi hương mới. Mà ở đây trong guitar thì nó sẽ tạo nên một cái âm thanh mới thay vì một cái âm thanh đơn điệu của guitar, của dây guitar đó. Thì có thể là như thế này. Đấy, là các anh em cũng đang nghe thấy là nó đã khác. Thì cái accord trong nước hoa nó cũng tương tự như thế. Giống như những cái dây đàn này này, thì người ta sẽ tạo lên một cái âm thanh mới, hay còn gọi là một mùi mới như thế này. Và chúng ta có thể hiểu rằng dựa trên cái nền đấy thì có những chai nước hoa từ đầu cho đến cuối nó chỉ có một cái giai điệu guitar đánh như thế đó, một cái giai điệu mùi đúng như thế. Mà ở đây rất là rõ ràng, ví dụ như là tobacco vanilla, cái nốt thuốc lá của nó trải từ lúc xịt cho đến lúc cuối không hề có một cái thay đổi quá nhiều về mùi hương đó. Hoặc là như chai Halloween Man X, nếu như các anh em nào đã từng xịt thì chúng ta có thể thấy là cái nốt cà phê của nó từ cái lúc đầu cho đến lúc cuối, tất nhiên thì nó sẽ có thêm những cái nốt bổ trợ, nó có thể thêm một tí ngọt, thế nhưng cái cà phê của nó là cái mùi hương chủ đạo từ cái lúc xịt cho đến lúc cuối, vân 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 vân. Tất nhiên là còn rất là nhiều chai nữa, thì các anh em có thể hình dung là như thế. Và còn một mùi nữa, đó là những mùi không tuyến tính. Thì nói thật là đấy là các anh em biết vậy thôi, chứ để mà nói thật giải thích ra thì đôi khi chúng ta còn cảm thấy hại não. Chúng ta chỉ cần biết rằng cái xu hướng hiện tại ngày nay mùi hương đó là tuyến tính một mùi và không tuyến tính đó. Thì nghe tới đây có thể là một số các anh em đang thắc mắc rằng tại sao đa phần các nhà nước hoa hiện tại ngày nay khi mà những cái thông tin họ cung cấp về nốt nguyên liệu trên hộp hoặc trên web thì họ vẫn ghi top, middle, base note. Thì mình cũng phải xin lỗi rằng bán nước hoa hay bất kỳ một cái ngành nghề nào đấy thì họ luôn cần phải có một kỹ năng về marketing. Các nhà nước hoa họ không có trách nhiệm phải chia sẻ cho chúng ta biết cái cụ thể trong cái dung dịch giỏm này họ pha như thế nào, họ đã sử dụng như thế nào đó, và nhiều cái chúng ta cũng không thể nào mà hiểu được, và họ cũng không cần phải có trách nhiệm chia sẻ với chúng ta. Do vậy tất nhiên cái việc mà cung cấp thông tin theo một cái gì đấy mà chúng ta luôn nghĩ rằng là như vậy, hoặc là một cái gì hot chẳng hạn, chúng ta hãy hình dung rằng ví dụ nếu như chai nước hoa này hiện tại này mình đang cầm là nó đang được Sơn Tùng MTP cầm thì nó sẽ là như thế nào đó. Thì khi mà các nhà nước hoa họ ra mắt một sản phẩm, họ cũng cần phải có nghiên cứu một cái chiến lược, họ cũng cần phải xem xét rằng hiện tại đây cái xu hướng, cái xu thế người ta đang ưa chuộng cái mùi gì, để có một chút cái thủ thuật về marketing. Bởi vì chắc chắn rằng trên những cái sinh hoạt thì có bao giờ luôn luôn sẽ có những câu hỏi, mình không thích cái mùi của tiêu, mình không thích cái mùi của da thuộc,
hãy giới thiệu cho mình một chai nước hoa nào không có cái nốt mù đấy, thì tại sao họ lại vẫn ghi cái những cái nốt đấy nếu như họ đánh giá được rằng hiện tại cái xu thế đa phần người ta không thích, mà người ta lại thích cái ví dụ như long diên hương hoặc là cam bergamot đó? Thì đấy là một trong những cái mà chúng ta khi mà đọc những cái cung cấp nguyên liệu về nốt của các nhà nước hoa, chúng ta cũng chỉ cần nên tin một nửa thôi, đừng có tin hết vào những cái gì mà họ cung cấp cho chúng ta đó. Chốt lại, liệu sau video này chúng ta liệu có cần phải cố ngửi chai nào là đang là tam giác xuôi, chai nào là tam giác ngược, chai nào là tuyến tính một mùi, chai nào là không tuyến tính? Thì câu trả lời của mình là không cần, bởi vì chúng ta không phải là perfumer, và để đòi hỏi một cái kỹ năng như thế thì cần rất rất nhiều thời gian, chứ không phải là chỉ có mỗi cái việc đi ngửi là về phán. Do vậy mình không cho rằng đây là một cái điều quá là quan trọng. Cái việc của chúng ta là thấy thơm là ok rồi đó, nhưng chúng ta cũng cần có những cái nắm cơ bản để mà đôi khi chúng ta gặp thì chúng ta hiểu được cái vấn đề, chứ không nên lúc nào cũng có một cái khái niệm nó đã quá là cũ, nó đã quá là sai thì chúng ta không nên tin đó. Thì vừa xong, mình vừa chia sẻ đến các anh em một cách mình đã cố gắng rất là cố gắng ngắn gọn, cô đọng và xúc tích về cái nhìn về tam giác mùi hương. Mình rất hy vọng các anh em cảm thấy mọi hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, và nếu như các anh em thấy có cái gì không ổn, chưa ổn thì các anh em hãy cố gắng comment góp ý cho mình bên dưới. Mình luôn luôn rất 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 cảm ơn các anh em nếu như mọi người có cái ý kiến nó đúng hơn, bởi vì như mình đã nói, mình không phải là perfumer. Ok, còn bây giờ anh em mình tạm thời chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video mới.